Vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với siêu thị ô tô Bika Vương Quốc Gầm Cao, có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Em xin tự giới thiệu, em là Huy Tùng, tư vấn bán hàng tại siêu thị ô tô Bika Hà Nội. Ngày hôm nay thì em Tùng sẽ giới thiệu với quý anh chị hai mẫu xe đang có mặt tại showroom bên em. Đây chính là hai mẫu xe Ford Everest. Chiếc màu trắng là Ford Everest đời 2013, phiên bản máy dầu số tự động một cầu. Bên tay phải em là chiếc Ford Everest đời 2014, phiên bản máy dầu số tự động một cầu luôn ạ. Hai mẫu xe này thì ở đời 2013 và 2014, nếu xét về phân khúc thì nó sẽ là vô địch phân khúc ở thời bấy giờ đấy ạ. So với Fortuner thì đến tận năm 2018 mới có phiên bản máy dầu số tự động, và phiên bản đấy là nhập khẩu tại Indonesia, rất là đắt tiền luôn. Giới thiệu với quý anh chị con Everest 2013 này nhá. Xe thì có ngoại thất màu trắng ngọc trai và mặt ca lăng được làm dạng 3 thanh ngang, được mạ chrome rất là sáng. Đèn pha của xe là bóng halogen và bóng này thì có độ phá xương rất tốt anh chị em nhá. Xe này đã được chủ cũ lên đôi bi gầm màu rồi, rất là đẹp đấy ạ. Và sang chiếc Everest 2014 này thì nó chỉ khác màu sơn thôi, gần như là anh em sinh đôi đấy ạ. Và xe này thì nguyên bản hơn, đèn gầm của xe vẫn là bóng halogen anh chị em nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến phần thân xe. Theo em quan sát thì tuy là xe cũ nhưng nước sơn của hai con này thì phải nói là rất là đồng đều anh chị em nhé, chứng tỏ chủ cũ của hai chiếc xe này rất là giữ gìn đấy ạ. Anh chị có thể quan sát thấy một chiếc màu trắng nhưng mà nước sơn màu sơn vẫn là rất là sáng, vẫn chưa bị ố và ngả màu. Bên này thì nước sơn có màu gọi là màu hồng phấn và rất đồng đều luôn, màu sơn rất đồng đều. Bây giờ thì em mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng xem phần nội thất của chiếc xe này nhá. Xe thì ghế đã được bọc da màu xám, và da ghế này, da ghế các anh chị có thể quan sát thấy rất là căng và má ghế còn rất là dày, da ghế rất căng rất mới đấy ạ. Và vô lăng của xe thì là vô lăng 4 chấu. Ở đời này thì Ford Everest đã được trang bị cả Cruise Control rồi anh chị em nhé. Đã được trang bị cả Cruise Control. Và điều hòa của xe thì là điều hòa cơ. Màn hình này thì là màn hình chủ cũ đã độ thêm cho xe thôi ạ. Xe này thì gần như là rất nguyên bản, chỉ được lên mỗi màn hình thôi, chủ cũ chưa độ thêm gì đâu ạ. Bây giờ thì em mời quý anh chị chúng ta sẽ quan sát phần hàng ghế thứ hai của mẫu xe này nhé. Hàng ghế thứ hai thì là dạng ghế băng và rất là rộng rãi. Da ghế đây, da ghế còn rất là căng, rất mới luôn. Và ở hàng ghế thứ hai thì có cả cửa gió điều hòa, cũng như là công tắc điều chỉnh lưu lượng gió, điều chỉnh cơ thôi ạ. Về phần đuôi xe của cả hai chiếc xe này thì lốp sơ cua đều được treo ở phần cửa cốp sau, giúp chúng ta có thể liên tưởng đến mẫu xe Land Rover Defender. Xe rất vuông vức và hầm hố luôn. Và đặc biệt ở mẫu xe này là cửa cốp sau sẽ là dạng cửa kéo anh chị em nhé, dạng cửa kéo này. Và về phần cốp xe của mẫu xe này thì có hàng ghế thứ ba là dạng ghế gập và có thể gập gọn luôn để tăng dung tích chứa đồ của khoang hành lý anh chị em nhé. Đây ạ. Nếu mà hàng ghế thứ ba gập lại thì khoang hành lý rất rộng rãi luôn. Và ở hàng ghế thứ ba thì chúng ta cũng được trang bị cả cửa gió điều hòa luôn anh chị em nhé. Về phần nội thất của chiếc Ford Everest đời 2013 thì ghế cũng được trang bị là ghế da, và da ghế cũng là màu xám anh chị em nhé. Chiếc này thì đã được lên cả màn hình Android này. Màn hình này là chủ cũ đã lên cũng khá là mới đấy ạ. Còn về hệ thống điều hòa cũng như là các cái công nghệ của xe thì cả hai xe đều là tương đương nhau anh chị em nhé. Trần của chiếc xe này thì đã được chủ cũ bọc ni lông rồi, rất là sạch sẽ luôn đấy ạ. Vâng, về phần hàng ghế thứ hai của chiếc Ford Everest đời 2013 này cũng là tương tự so với chiếc Ford Everest 2014 anh chị em nhé. Tuy nhiên thì ở chiếc này, phần hàng ghế thứ hai được trang bị cả màn hình đằng sau cho người ngồi này, cả hai ghế luôn, rất là hiện đại luôn đấy ạ. Cũng được trang bị cửa gió điều hòa cũng như là công tắc điều chỉnh lưu lượng gió cơ. Và hai chiếc xe này thì bên em đang chào bán với một mức giá rất là yêu thương. Bên tay trái em là Ford Everest 2013 có mức giá là 535 triệu, có thương lượng và giảm sâu cho quý anh chị nếu thiện chí đến showroom xem xe.
Bên tay phải em là chiếc Ford Everest 2014 đang chào bán với mức giá là 565 triệu. Luôn luôn có thương lượng và giảm sâu cho quý anh chị ạ. Xe bên em thì cam kết bằng văn bản cho quý anh chị, xe không đâm đụng, thủy kích, ngập nước, giấy tờ pháp lý rõ ràng, máy số chưa hạ đại tu và không phạt nguội. Vâng, và quý anh chị em nào nếu yêu thích hai mẫu xe đang đứng bên cạnh em đây, xin vui lòng liên hệ vào số điện thoại của em 0961 385 633 và hotline của công ty để được xem xe lái thử trực tiếp tại Bika Hà Nội, số 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và cuối cùng thì em xin chúc quý anh chị một ngày làm việc thật là hiệu quả, kiếm thật nhiều tiền và sớm tìm được mẫu xe ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.